Theo thông báo của Bộ Công an Trung Quốc ngày 27 tháng 5, hơn 49.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng viễn thông và Internet đã được Myanmar bàn giao cho Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 2023. Bộ Công an Trung Quốc cho biết một số tổ chức tội phạm khét tiếng có liên quan đến lừa đảo đã bị giáng những đòn chí mạng với một số lượng lớn đối tượng tội phạm quan trọng bị bắt giữ. Kể từ đầu năm 2023, số vụ lừa đảo qua mạng viễn thông và Internet ở miền Bắc Myanmar có sự tham gia của các đối tượng người Trung Quốc vẫn ở mức cao, thường dẫn đến các hành vi tội phạm khác như giam giữ và vượt biên trái phép. Bộ Công an Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến tình hình này và mở các cuộc trấn áp mạnh đối với loại tội phạm trên. Theo Bộ Công an Trung Quốc, trong 5 năm qua, các cơ quan công an trên cả nước đã phá vỡ hơn 1,94 triệu vụ lừa đảo qua mạng viễn thông và Internet. Số vụ này hàng tháng đã giảm tháng thứ 8 liên tiếp, cho thấy đã ngăn chặn hiệu quả hình thức phạm tội này.